Chào các bạn, hôm nay Mai Quý xin giới thiệu các bạn, đây là cây thanh đạm Indo. Bây giờ đây là mùa phát triển của cây thanh đạm Indo, một cây đang lên ngọn sinh tuyệt rất là mạnh. Cây thanh đạm Indo này đã về Việt Nam cũng 5 năm rồi, nó đã được định hình ở tại Việt Nam rất là lâu. Vì người chơi lan rất là ấn tượng về nó. Thì tại sao ấn tượng về nó? Thì cái cây thanh đạm này là một cây dễ trồng các bạn. Chúng ta có thể trồng thì chúng ta thấy nó lên củ. Và chúng ta chú ý cây này không thích nắng nhiều lá nó sẽ bị vàng nha các bạn. Chúng ta trồng nắng vừa vừa thôi, nắng khoảng 60%, tức là nắng được che mát khoảng 60% thì tốt nhất. Chỉ còn nắng mà nhiều quá hay là mình những việc như Củ Chi hay là Tây Ninh thì cây này sẽ bị vàng lá khá nhiều, tại vì do hàm lượng nắng nó cao quá. Cây này có một cái đặc tính rất là hay thứ hai, đó là cây này là một thân như vậy nó sẽ ra một giò bông hoặc hai giò bông các bạn ha, một thân về ra hai giò bông và một giò bông rủ xuống cực kỳ quyến rũ, cực kỳ quyến rũ các bạn. Tức là cái giò bông nó sẽ rủ xuống một giò như vậy thì Tết thì thường nó cây này nó nở bông tháng 12 dương lịch các bạn ha. Thì một năm có thể nở hai lần và một năm có thể một lần. Nếu nở một hai lần thì nó sẽ ít bông một lần, còn nếu mà nở hai lần một lần thì nó sẽ nở cực kỳ nhiều bông. Thì một giò như vậy chúng ta đếm bao nhiêu thân thì chúng ta có thể nhân hai lên, ví dụ như đây là 20 thân thì chúng ta nhân hai lên là thành 40 giòi bông, có khả năng được 40 giòi bông các bạn. Có nhiều năm mà chúng ta khí hậu tốt hay là tự nhiên, còn nếu chúng ta dùng những cách kích bông của bên công ty mình bán những bộ phân thuốc hoặc là của những cái bộ của thầy Tám Ngọc thì chúng ta hoàn toàn có thể kích cái giò bông của cây này rất là nhiều. Thì chúng ta đếm gà thì chúng ta thấy là cây giò này thì nó là một năm nếu mà nó ra 10 giò bông là chuyện bình thường các bạn đó. Thì cây này thì khoảng một năm rồi thất mùa tức là bông ít, năm nay có khả năng cây này sẽ ra nhiều bông, tức là cây này năm rồi là toàn bộ là chỉ ra ít giòi thôi, nó sẽ có năm nó sẽ dồn năng lượng cho năm sau để ra bông nhiều hơn. Và tới mùa tháng 12 tháng giêng là tự động cây sẽ ra bông ào ạt, không cần kích cái gì. Nhưng Mai Quy có nói nếu chúng ta kích được thì cây nó sẽ ra bông nhiều hơn nữa, và cây ra bông xong sẽ đỡ suy hơn, thì chúng ta chú ý điều đó. Nếu có phân thuốc thì cây nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Về phần chất trồng thì chúng ta có thể trồng bằng bất cứ cái gì, sơ dưa, tóm lại là trồng bằng rễ nhuyễn, những cái gì nó hợp rễ nhuyễn. Thì mình cũng nhấn mạnh luôn là giỏ thông đã được qua xử lý rất là phù hợp đối với cái cây này, hoặc là chúng ta trồng sơ dưa hoặc là than nhuyễn thì được hết, hoặc là giấn cộng các bạn ha. Chúng ta trồng thì chúng ta thấy cây này có một số cái đặc tính như là lá nó sẽ bị đốm đen, lá già nó sẽ bị đốm đen, đây là cái gen di truyền đó, lá già nó sẽ đốm đen và năm sau có khả năng rụng lá. Thì chúng ta nếu mà chúng ta đây là giò ở bên Thái Lan thì chúng ta có thể về vô những cái chậu giả gỗ xài cỡ 30 trở lên thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ hoành tráng và khổng lồ thế nào. Thì chúng ta mà có điều kiện chúng ta vô giò đó, hoặc là ba giò vô một cái chậu cỡ 40 cm hoặc là 35 cm, ba giò chúng ta cắt tỉa lại, chúng ta vô ba cái giò khổng lồ đó, vô khổng lồ này mà vô một cái chậu bự nữa thì cực kỳ hoành tráng. Cái giò đó có khả năng 100 hoa cho một giò bông, một giò bự như vậy. Tức là giò như vậy chúng ta có thể gom ba giò lại, chúng ta thấy độ hoành tráng khi mà nó ra bông thế nào, có khả năng cả 100 giò bông. Cây này có giò hoa rất là thơm nha các bạn, rủ xuống màu xanh vàng rất là quyến rũ, màu rất là sang trọng và màu thơm ngào ngạt. Chúng ta chỉ cần khoảng 5-10 giò bông thôi là nó đã thơm ngào ngạt hết vườn chúng ta. Và đặc biệt bông của nó là bông rủ, đây là dòng thanh đạm hoa rủ xuống rất là quyến rũ. Thì mình có đăng hình hoa của nó trên mạng và hình qua ở đầu và cuối video này, các bạn sẽ nhớ xem nhé. Thì có một số hình là của khách hàng mình đã trồng cây này và năm nào cũng ra qua là gửi cho mình để làm tham khảo, và mình gửi lại cho các bạn để xem để các bạn yên tâm là cây này ra qua khắp ba miền của Việt Nam rất là thoải mái, rất là dễ trồng, không có gì khó hết. Mình cảm ơn các bạn đã xem video về cây thanh đạm Indonesia này. Cảm ơn các bạn đã xem. Mong rằng chúng ta có điều kiện mua cái giò bự này thì đáng giá hơn. Tại giò bự này nó hơi mắc tiền nhưng mà thực sự nó rất là đáng giá. Bây giờ chúng ta mua thì cuối năm chúng ta sẽ hưởng. Các bạn ha. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé. Mai Quy xin chào các bạn.